chiếc laptop đẹp 400% mà hôm nay anh Cường lại quên giới thiệu đến cho cô chú anh chị, thiếu sót quá trời luôn. Em lên cái video này chắc là nhiều anh chị tiếc lắm, tại vì đã lỡ chọn một cái chiếc máy khác. Rồi, máy mới thì trong hộp có sạc 65W kèm theo, dây cắm và máy đơn giản, nhưng tuyệt tác ở đằng sau nha ha. Chiếc Dell Inspiron 7440 mới ra mắt cái chát luôn. Thiết kế bo cạnh viền cầm rất là nịnh tay, không bị cấn như viền vuông mọi người thường gặp. Thời của em cầm 15 triệu hơn chả bao giờ có được con máy ngon như thế này đâu, toàn là vỏ nhựa ọp ẹp thấy ghê luôn. Hoặc là bây giờ các hãng chơi sộp hay sao em không hiểu. Riêng con này á, hãng định giá thêm vài củ em thấy vẫn rất xứng đáng mà. Cái đẹp đầu tiên là thương hiệu đáng tin cậy. Dell thì không cần bàn cãi về sự uy tín của nó nữa rồi. Bền bỉ và ổn định bao nhiêu năm rồi. Cái đẹp thứ hai là chất liệu và thiết kế 2-in-1 xoay gập được. Vỏ là nhôm toàn bộ, tay mắt lạnh. Ngay cả bản lề xoay gập cũng được làm bằng kim loại mà. Đảm bảo cho mọi người sử dụng sau nhiều năm không xi nhê. Thép của Dell như thế đó quý vị. Cái thứ ba là công năng và giá trị sử dụng, cái quan trọng mà ai cũng phải tìm hiểu trước khi ra quyết định ha. Mẫu 2024 thì chắc chắn là phải dùng chip thế hệ mới nhất rồi, sao mà khác được. Chip AMD Ryzen 5 8640HF, hiệu năng vượt trội hơn hẳn dòng Intel Core 5 cùng phân khúc. Em để ảnh so sánh của trang Top CPU cho mọi người xem qua. Thằng AMD Ryzen 5 này nó bỏ túi Intel Core 5 một phát luôn. Mạnh hơn về CPU lẫn khả năng đồ họa thì chắc chắn là phải tốn điện hơn rồi, đâu có khác được mọi người. Nhưng mà vẫn trụ được 6 bây giờ liên tục cho tác vụ cơ bản ha, rất ổn. Cái đặc biệt á, là con này nâng RAM được nha. Đó, hiện tại thì RAM 8 thôi nhưng mà mọi người có thể mở rộng lên đến 32GB thoải mái luôn. SSD cũng vậy, 512GB hiện tại nhưng mà có thể mở rộng lên 1TB thoải mái luôn. Vẻ đẹp cuối cùng chắc mọi người đoán ra rồi ha. Giá của em nó thì quá tốt luôn, 15,5 củ à. Đó, lại còn được em Cường hỗ trợ hậu mãi tận răng nữa. Anh chị cứ đưa cho em 3 triệu lấy máy dùng luôn, đơn giản vậy đó. Cái kèo này anh chị thấy là đừng bỏ lỡ nha.